Với xe đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, tôi là Trần Quốc Minh. Hôm nay xin được chia sẻ đến nhà đầu tư bản audio với tựa đề bắn lệnh Forex chiêu trò lừa đảo Forex mà ngoài kia hay dùng. Đây là những vấn nạn trên thị trường về đầu tư trước khi tôi đi vào những giá trị thực tiễn này, tôi xin được minh chứng với nhà đầu tư một vấn đề rằng khi các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch về forex, bản thân các bạn cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá và thấy rõ được các giá trị vận dụng thực tiễn ở trên thị trường chứ không phải chỉ tham gia vào những giá trị ở trên thị trường này là bọn chúng đưa ra, chúng không vận dụng vào trong thực tiễn. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải lưu ý, nhìn nhận và đánh giá được và đây là những giá trị giao dịch vận dụng thực tế trên thị trường và bản thân các bạn là những nhà đầu tư bản thân các bạn cần phải hiểu rõ về những giá trị thực tiễn này ở trên thị trường và đây chính là nơi mà bản thân tôi đăng ký những giá trị đưa ra những giá trị chiến lược ở trên thị trường về đầu tư để gửi đến cho mọi nhà đầu tư và đây cũng là những giá trị trong nhiều năm qua ở trên thị trường mà bản thân tôi đã liên tiếp phải đưa ra và chứng minh bằng thực tế đưa ra trên thị trường về Forex này chứ không phải là nhà bản thân tôi không có đưa ra chiến lược mà bản thân những chiến lược giao dịch Forex này tôi luôn luôn đưa ra bằng thực tiễn trên thị trường và tôi luôn luôn áp dụng bằng chính những tài khoản của bản thân mình để vận dụng và tạo được ra những giá trị lợi nhuận thật sự trên thị trường giao dịch Forex chứ không phải chỉ là lên là những kẻ bắn lệnh cho tín hiệu trên thị trường xin lỗi nhà đầu tư tất cả những ai Muốn nhận lệnh của tôi đều phải là những người đánh được ở trên thị trường giao dịch Forex này Chứ không có chuyện là gì tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex Chỉ là để nhìn nhận về những giá trị vô bổ trên thị trường Và đây là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý Khi tham gia trải nghiệm tìm hiểu về thị trường, về đầu tư Forex này Không có chuyện thầy dạy Forex hay áo quân Forex thế giới hay Road Trader Ra ngoài chỉ là bắn lệnh hay cho tín hiệu hoặc phân tích xu hướng Mà không chịu giao dịch ở trên thị trường Đó, mời nhà đầu tư và đây tôi cũng chia sẻ để nhà đầu tư hiểu được rõ về mọi vấn đề ở trên thị trường về đầu tư forex này bởi vì khi bản thân các bạn là những người tham gia vào trong thị trường đây cũng giống như một kẻ nào đó trời ơi mà một cái facebook đều giả trong thị trường vào à, một cái facebook đều không ai biết được gì nhà danh tính ở đâu hết nhưng gì nhà thách đấu bắn tín hiệu ở trên thị trường xin lỗi nhà đầu tư nếu mà bắn tín hiệu mà dễ mà đơn giản như vậy mà bọn chúng ra ngoài có thể vận dụng áp dụng được vào trong thực tế thì xin lỗi nhà đầu tư bọn chúng đã trực tiếp ra ngoài lộ mặt ra ngoài giống như tôi đã nói tôi nhận bất kỳ kèo nào gặp trực tiếp một sâu full tài khoản chay từ 6 tháng trở lên hai là chứng minh được số 1 là chứng minh được cái này rồi bắt đầu mới đến cái thứ ba là chơi like tài khoản 10k trở lên rồi tối thiểu đến 5 lót trên một lệnh rồi đó phát cộng đồng chơi like trực tiếp xuyên suốt một tháng trong thời gian chơi like like sẽ mọi người sẽ nhìn nhận đánh giá trực tiếp về tài khoản này đấy số điện thoại của tôi là 0932395555 tôi sẽ nhận bất kỳ kèo nào đó nhưng những kẻ gì nhỉ lừa đảo bị bợ ngoài kia khi mà những giá trị tôi chia sẻ trên thị trường đụng chạm đến bản thân chúng thì chúng tìm mọi cách để nhà thoái thác vấn đề chứng minh giao dịch thực tế và bản thân nhà đầu tư cần phải hiểu rõ vấn đề này bởi vì khi các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch forex giữa những giá trị cho lệnh bắn lệnh ở trên thị trường với những giá trị mà để áp dụng vào trong thị trường thực tế để tạo được ra những giá trị thật sự bằng chơi thực trực tiếp ở trên thị trường sẽ khác xa hoàn toàn so với cả những gì mà các bạn đang nhìn nhận đánh giá Tôi đưa ra mọi giá trị trên thị trường đều vận dụng áp dụng bằng chính những năng lực của bản thân mình xuyên suốt trong thời gian dài để mọi nhà đầu tư có thể trực tiếp nhìn nhận, mọi nhà đầu tư trực tiếp có thể đánh giá và thấy rõ được các giá trị vận dụng này vào trong thị trường và để nhà đầu tư hiểu rõ về những vấn nạn này trên thị trường về đầu tư. Và tôi xin được đi vào bản audio hôm nay bắn lệnh Forex chiêu trò lừa đảo Forex hay dùng. Hiện nay trên thị trường Forex hết kẻ này đến kẻ khác, hết đội nhóm này đến đội nhóm khác, hết thầy dạy Forex này đến thầy dạy Forex khác, vân vân, rất nhiều kẻ bắn lệnh Forex để chứng minh năng lực của bản thân chúng trên thị trường Forex để nhà đầu tư Forex thấy được bọn bắn lệnh Forex này tạo ra giá trị thật dễ để hỗ trợ được nhà đầu tư Forex trên thị trường. Bọn lừa đảo Forex không có khả năng giao dịch Forex, chuyên dùng xảo thuật bắn lệnh Forex để đánh lạc hướng nhà đầu tư Forex. Điều này được phản ánh bằng thực tế trên thị trường Forex. Khi bọn lừa đảo Forex bắn lệnh Forex này, đúng, đúng người có khả năng giao dịch Forex. Dù chúng giao dịch Forex live, bọn lừa đảo Forex bắn lệnh giao dịch Forex sẽ tìm đủ mọi cách để làng tránh và chỉ chăm chăm vào bắn lệnh Forex mà thôi. Bắn lệnh Forex được tại sao khi người ta dù giao dịch Forex live để chứng minh năng lực cũng như kỹ năng giao dịch Forex cho chính giá trị bắn lệnh đưa ra thì bọn lừa đảo forex này lại né tránh. Điều này nhà đầu tư forex cần phải hiểu bởi nó nói mồm và dùng mõm để bắn lệnh giao dịch forex ai mà chẳng làm được, còn thực tiễn để đưa ra trên thị trường forex cho chính những giá trị đưa ra mới là vấn đề rất khó. Và hầu như trên thị trường forex này để chứng minh giao dịch forex live trực tiếp cũng như sâu so full toàn bộ lịch sử giao dịch forex của mình thì tuyệt nhiên không một ai dám chứng minh còn bỏ bắn lệnh forex thì đầy dẫy ngoài kia trên thị trường forex đi đến đâu nhà đầu tư forex cũng có thể bắt gặp đây là một hình thức mà rất nhiều kẻ lừa đảo forex thường dùng như á quân forex thế giới Road Trader, chuyên gia forex thầy dạy forex chủ các kênh youtube hay các diễn đàn Forex, IB các sàn Forex vân vân, bọn lừa đảo Forex này dùng để câu và lôi kéo nhà đầu tư chưa am hiểu về thị trường Forex để bọn chúng lợi dụng và bẫy cho ném tiền vào trong thị trường giao dịch Forex này. Đây chính là những điều mà nhà đầu tư cần phải hiểu rõ khi tham gia tìm hiểu về thị trường giao dịch Forex, không có chuyện tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này mọi giá trị chỉ là những giá trị đơn giản bằng mồm hoặc bằng mõm ở trên thị trường mà đây là những giá trị của những kỹ năng giao dịch mà bản thân chúng ta cần phải có thời gian để thẩm định cần phải có những giá trị chứng minh bằng thực tế giao dịch ở trên thị trường có như vậy chúng ta mới biết được rằng đâu là những người có thực khả năng và có kỹ năng thật sự đâu là những kẻ chỉ dùng mồm dùng mõm để chia sẻ cho nhà đầu tư những giá trị mà chính bản thân chúng còn không chịu áp dụng vào trong thực tế trên thị trường. Tôi là Trần Quốc Minh chủ website đào tạo forex.com người duy nhất trên thị trường giao dịch forex này chứng minh bằng thực tế để gửi đến nhà đầu tư. Xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư.